Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Khởi Nghiệp Xem Phim. Hoàn hồn tập 14-15, Mui-yeon ghen, Trang Úc hôn cô ấy. Mui-yeon gần như bị bắt và Trang Kang đã trở lại. Trong tập 14 tiếp theo của bộ phim truyền hình là Hoàn hồn, Trang Úc sẽ quản lý được sức mạnh của mình và đạt được điều mà anh ấy mong muốn. Điều này sẽ khiến anh ấy vô cùng hạnh phúc vì anh ấy có thể đạt được quá nhanh. Và điều này có nghĩa là anh ấy có thể giành được chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Sau khi đến được Jisoo, Trang Úc sẽ gặp Mui-yeon và nói rằng liệu anh ta có giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng hay không. Nhưng ở một phân cảnh khác, thái tử cảm thấy lo lắng nếu lần này mình sẽ thua cuộc, bí mật gặp Seo-yoon và đề nghị anh tham gia trận chiến với cả Trang Úc. Seo-yoon sẽ chấp nhận điều đó và có một trận chiến với cả Trang Úc. Thái tử trông rất nghiêm túc và yêu cầu Seo-yoon sẽ tham gia trận chiến này. Đây sẽ là một trận chiến tuyệt vời giữa Trang Úc và Seo-yoon. Ở một diễn biến khác, Park Jin dường như không biết liệu sư phụ Lee có giúp đỡ và đào tạo bí mật cho Trang Úc hay không. Vào ngày chiến đấu thì Seo-yoon và Trang Úc đang chiến đấu với tất cả sức mạnh họ có. Chắc là Seo-yoon sẽ không chịu thua Trang Úc và để anh ấy giành chiến thắng dễ dàng như vậy. Seo-yoon sẽ cố gắng hết sức chiến đấu với cả Trang Úc và cố gắng đánh bại anh ta. Seo-yoon thực sự đang có vấn đề với cả Trang Úc vì anh ta là tình địch của mình. Vì vậy, trận chiến này không chỉ có thắng thua mà còn là cách để bảo vệ Mui-yeon và chỉ ra ai là người phù hợp nhất với cả Mui-yeon. Trong khi đó, Mui-yeon trông rất lo lắng và Park Dang-woo cũng tỏ ra rất lo lắng nếu lần này Trang Úc thua. Thái tử cũng tập trung vào trận chiến của họ và anh ta có thể bị sốc vì Trang Úc không dễ thua như vậy. Sau khi Trang Úc giành chiến thắng trong trận chiến, Mui-yeon gặp thái tử và xin lại vật phẩm của cô ấy. Nhưng thái tử vốn đã buồn và bị Trang Úc đánh bại hai lần, liền bực bội ném vật phẩm của Mui-yeon xuống ao. Sau đó Mui-yeon cố gắng lấy lại nó trong đêm bằng cách đi xuống ao tìm trong đêm. Nó là tất cả mọi thứ đối với cô ấy vì đây là của Trang Úc. Vì vậy cô ấy cần phải lấy lại nó và thể hiện cho Trang Úc rằng cô ấy đang quan tâm đến anh ấy. Ở một diễn biến khác, Park Jin có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó và có lẽ Park Jin sẽ bắt đầu chấp nhận Trang Úc vì Jin Yo-won đã ở bên Jin Mu. Và ngày hôm sau, Mui-yeon muốn gặp Trang Úc và cho anh ấy biết cô ấy đã lấy lại được thứ mà anh muốn. Nhưng tất cả những gì cô ấy thấy là Trang Úc đang vui vẻ với cả Heo-yoon-oh. Mui-yeon sẽ cảm thấy ghen tị vì cô ấy cảm thấy bị phản bội. Mui-yeon thậm chí còn tranh cãi với cả Trang Úc và tỏ ra ghen tuông. Mui-yeon rất đáng yêu với biểu cảm ghen tị này. Trang Úc trông cũng rất đáng yêu với khuôn mặt ghen tị của Mui-yeon, trong khi anh không làm gì cả. Bởi vì Mui-yeon không thể tin anh, Trang Úc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hôn cô mà không được phép. Nụ hôn này sẽ rất ngọt ngào và lãng mạn. Có lẽ nụ hôn sẽ tác động đến viên đá trong linh hồn của Jin Mui-yeon. Trong tập 15 tiếp theo của bộ phim truyền hình này sẽ có rất nhiều nạn nhân ở Daeho. Park Jin cũng tận mắt nhìn thấy các nạn nhân và có cảm giác tồi tệ về điều đó. Park Jin cũng tò mò hơn về Mui-yeon vì ông ta tin rằng Mui-yeon có thể làm điều gì đó mà không thể nói với ai. Ở một phân cảnh khác, Mui-yeon cũng nhìn thấy một nạn nhân và có thể họ bị cùng một người giết. Mọi người đều hốt hoảng vì không ai biết ai đứng sau vụ lùm xùm này. Hơn nữa, Mui-yeon cũng bắt đầu tò mò về bản thân cô ấy và bắt đầu tìm hiểu xem Mui-yeon thực sự là ai. Bởi vì đôi khi cô ấy mất kiểm soát về bản thân mình và đôi khi cô ấy trở nên mù quáng. Kim Do-cho trông rất sốc khi thấy Mui-yeon đến. Có lẽ cô ấy chỉ sợ hãi vì nhiều người đã bị giết và nghĩ liệu Mui-yeon có phải là kẻ xấu hay không. Ở một diễn biến khác, Trang Úc đang đi bộ đến cung điện để tìm một người dịch chuyển linh hồn trong cung điện. Nhưng Trang Úc đã bị Jin Mu và người của anh ta chặn lại trên đường đến cung điện. Jin Mu không muốn có người biết những linh hồn đang dịch chuyển trong cung điện. Vì vậy, điều này có thể phá hỏng kế hoạch của ông ta trong suốt thời gian qua. Trang Úc sẽ chiến đấu một mình vào lúc này. Vì sức mạnh của anh ấy đã tốt hơn nên có khả năng anh ấy sẽ dễ dàng đánh bại người của Jin Mu. Trong khi đó, Master Lee cũng bắt đầu nghi lễ tìm kiếm một linh hồn trong cung điện. Nghi lễ này sẽ dễ dàng tìm thấy người dịch chuyển linh hồn, nhưng không phải tất cả họ đều bị bắt và nữ hoàng đã trốn thoát được vào lần này. Tất cả mọi người đều trở nên bàng hoàng vì rất nhiều linh hồn bị dịch chuyển trong cung điện. Ở một phân cảnh khác, Mui-yeon cuối cùng cũng gặp sâu ai và nó có thể là vấn đề đối với cô ấy. Nếu Mui-yeon sử dụng cơ hội này, cô ấy có thể biết thực sự Mui-yeon là ai. Trang Úc có vẻ sợ hãi và biết thực sự Mui-yeon là ai. Mui-yeon trông rất buồn và lo sợ về sự bất ngờ của bản thân trước Trang Úc, người trở nên ngọt ngào hơn với cô. Mối quan hệ của Trang Úc và Mui-yeon trở nên thân thiết hơn. Mui-yeon cũng không muốn mất Trang Úc chút nào và cô đã gặp anh ở cây cầu. Đây có thể là một cảnh ngọt ngào và Trang Úc cũng đã yêu cầu Mui-yeon yêu anh mãi mãi. Cảnh này thật sự lãng mạn nhưng có vẻ buồn vì Mui-yeon thực sự là Na Sư. Chúng ta hãy cùng theo dõi bộ phim để biết diễn biến tình cảm của Trang Úc và Mui-yeon sẽ ra sao nhé. Nếu mọi người yêu thích video của chúng mình thì hãy like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.